Vậy là chúng ta chính thức vượt cái vùng 1.250 điểm. Một vùng tâm lý cứ ngỡ rằng là rất nhiều người sẽ phải lo sợ, nhiều người sẽ phải rớt hàng, nhiều người sẽ cầm tiền và quan sát nhiều hơn cái vùng này. Nhưng rồi sao mọi người? Thị trường quá mạnh, dòng tiền quá khỏe, liên tục đẩy lên trên và chính thức đã vượt khỏi vùng 1.250 và đóng cửa mức 1.254.55 điểm. Và đây có một cái bộ nến rất là đẹp nha mọi người, đây được gọi là ba trận lĩnh ngự lâm này. Đó, đang tăng rất là mạnh. Và thường thì theo quán tính sẽ có một cái nhịp tăng nữa với cái cây nến như thế này. Nhưng mà với cái lực, đó là lực của dãy boy band tại như thế này thì mình nghĩ là nó sẽ có một cú rung lắc quanh vùng này và điều chỉnh lại, tích lũy lại đây vài nhịp thì mới tăng tiếp được nhá. Và mục tiêu vẫn chỉ là vùng 1.300 mà thôi. Trước đó chúng ta đã làm những cái video về đáy trung hạn rồi này, rồi 1.150, rồi 1.200, rồi là 1.250. Và bây giờ em thì nghĩ rằng là chúng ta lên làm một cái video đó về 1.300 thôi. Vùng 1.300 sẽ sớm muộn thôi. Vẫn có xung lực đánh cho thị trường hiện tại và cái sức khỏe của thị trường hiện tại. Dòng tiền luân phiên nhau trao đổi qua nhiều nhóm ngành khác nhau. Đó. Và liên tục tìm đến nhiều cái lực cổ phiếu khác nhau. Vậy thì với cái việc mà lên vùng 1.300 thế này thì em thì nghĩ là ít nhiều đây chưa phải là một cơn sóng 4 nha. Vậy thì chúng ta thấy rõ ràng đây là một cơn sóng, đó là sóng 1 ở đây, sóng 2 ở đây đâu người, thì phải đây là sóng 3 này. Có thể sẽ lên một phát cái rút về vùng 1.300 luôn nhá. Thì sau đó mới có sự điều chỉnh để tạo sóng 4 nhá. Và sau đó khi tạo sóng 4 rồi thì mới có những cú vòng lại tạo sóng 5. Thì đó chúng ta mới biết được kịch bản của trường như thế nào. Và sẽ đánh khá là chuẩn chúng ta với một cái mô hình cúp như thế này với trường hiện tại nhá. Thì đó là với cái kịch bản trường hiện tại như vậy. Chúng ta vẫn tiếp tục tập trung vào cổ phiếu, tập trung vào những cái chiến lược du lịch của chúng ta nhiều hơn, thay vì chúng ta lo sợ rằng chúng ta sẽ dính hoặc là sợ hãi. Thực sự thì cũng đã có những cái lo sợ cái nến này đó, thì nghĩ là sẽ có một cú lên kiểm tra vùng 1.250 thì chúng ta nên hạ bớt một số tỷ trọng đó, hạ bớt mặt xin vân vân. Nhưng với cái nến mạnh như này thì gần như phủ định lại những gì thì nói đúng người, thị trường quá mạnh. Vậy thì tiếp tục ta lại làm một cái video đó là năm mã cổ phiếu canh mua và quan sát được và có thể là ngắm nghía mua trong cái thời gian sắp tới, khi mà hiện tại thì chúng ta đang tạo ra nhiều cơ hội hấp dẫn nhá. Khi ít nhiều chúng ta nếu như có rung lắc trong vùng này đó thì cũng sẽ là cơ hội hấp dẫn để chúng ta có thể mua khi kỳ vọng một cú đánh mượt lên trên này nữa đó, với cái bảng chúng ta như vậy nhá mọi người nhá. Tức là nhìn nhận với cái chạm một giờ thấy rõ ràng nhá mọi người nhá. Chạm một giờ thấy rõ ràng này, đây là chạm một giờ nhá. Chúng thấy rõ ràng chạm một giờ chúng ta đã có những cái cấu trúc đó là dòng tiền bán ra khá mạnh đó. Và cái cây nến này này, cái cây nến này đã nói ra được điều gì mọi người? Cái nến này không phải là cái nến bán hoàn toàn, tức là đã có một cái lượng hàng đến từ Big Boy họ mua vào vùng này, tức là họ đã kê sẵn một lệnh ở đây rồi, đã họ chờ đợi sẵn ở vùng này. Chứng tỏ gì mọi người nhé? Chứng tỏ là họ vừa bán vừa mua, họ có thể họ sẽ bán vùng trên này và họ tiếp tục họ mua lại vùng dưới này và tiếp tục kỳ vọng trên. Cái quan trọng của tạo lập ở trong một sóng tăng là gì? Đó là những cái nến tăng là những cái nến của tạo lập đó. Và khi mà quá trình tăng lên và đi kèm vùng lớn là khi đó tạo lập dùng cái nguồn lực của họ để bung ra, để đẩy lên. Và trong một quá trình tăng lên thì họ phải cần dùng một số nguồn lực nhất định để rũ bỏ rất nhiều nhà đầu tư bù bám theo cái lượt tăng này. Và cái cây nến này, hai cái nến rũ bỏ rất mạnh của thị trường chúng ta nhá. Đó, và sau đó tăng lại rất mạnh mẽ. Và một cú tăng này cũng khá bất ngờ khi mà đã vừa một phát mạnh lên trên luôn. Nhưng thì nghĩ là sẽ có một cú rung lắc mạnh lại khi mà về kiểm tra vùng 1.260 cộng trừ, khi mà đã có những cú tăng hơi rướng ra ngoài dãy boy band nha, tăng hơi quá tí đó. Thì kịch bản trừ như vậy nhá. Đó thì trước mắt thì chúng ta sẽ có một cú lên kiểm tra chặn đường chân line ở đây, đó sẽ có một cú rung lắc trong vùng này, đó sẽ đợi một cú kiểm tra vùng 1.300. Cho nên em thì sẽ nghĩ rằng là sẽ có một cú nào đó rung lắc nhẹ để chúng ta chọn mua một cái số cái cổ phiếu, chọn mua một số siêu phẩm khi rung lắc nhá. Đó, mức độ hiện tại thì cổ phiếu trụ tiêu biểu nhất là mã phiếu Vietcombank đã tăng rất mạnh và nó làm điểm số chúng ta tăng đột biến, tăng vượt trội. Nhưng mà với ngược lại, khi mà việc ban rung lắc trở lại thì những mã khác cần phải làm việc, cần phải vào việc để tăng trở lại. Và trước đó chúng ta nói rất là rõ ràng khi mà phía Vietcombank sẽ có một điểm mua cuối cùng quanh vùng này, đó điểm PU thì vẽ rất là rõ ràng đây này, thì mình mua quanh đây thì sẽ làm cú tăng trần này thôi nhá. Đấy thì sơ lược một người như vậy. Với mức độ của phái sinh thì cũng rất bất ngờ khi mà phái sinh liên tục cái lượt kéo như vậy đó, mà không có một cú nào đó chỉnh chiếc gì hết cả và đã đánh một cú mạnh như vậy thì nghĩ rằng là dòng tiền vào khỏe như này thì nghĩ là rất khả năng là sẽ
tiệm cận vùng 1.280 và vùng 1.300 sớm trong cái ngày mai hoặc ngày mốt mà thôi nhá. Đó, kịch bản như vậy. Thì trước mắt là thấy một cái đường trở lại đây thôi. Sẽ sắp tới sẽ có một kiểm tra một đường trở lại đây rồi nhá. Vậy thì với một số mã cổ phiếu nhóm ngành hiện tại nhá, thì ta có thể quan tâm và ngẫm nghĩ được nhóm ngành nào hay mã cổ phiếu nào. Trước mắt chúng ta cùng đi sơ lược về những cái câu chuyện của thị trường trong thời gian vừa qua nhá. Sáng ngày hôm nay thì có một cái điểm tin như thế này. Tức là chúng ta khả năng rất cao là sẽ có tích lũy đi ngang hoặc là rung lắc về vùng này. Thì không nghĩ là sẽ một cú tăng vượt mạnh lên thế này nhá. Đó thì mình nghĩ là có thể hạ bớt margin, thì chậm bớt margin nhá, cầm thêm một số tiền và cơ cấu một số mã phiếu để tập trung tiền và mua một số mã phiếu mạnh nhá. Đấy. Thì đây là danh mục mà chúng ta đã tổng kết lại về ngắn hạn và đầu cơ. Đó, và trung hạn và trên lại. Đó, rất rõ ràng về danh mục về trung hạn này. Gần như số lượng cổ phiếu đạt 50% cũng có, số lượng cổ phiếu đạt đâu đó quanh ngưỡng 5% cũng có, 10% cũng có nhá. Chứng tỏ là danh mục này là một danh mục mà khá đa dạng. Nhưng mà phải nói một điều là cái số lượng cổ phiếu xanh tại đang khá đảo. Chúng ta rõ ràng rất nhiều những cổ phiếu xịn chúng ta đã sở hữu và hiện tại đã nắm giữ. Và đa phần là nắm giữ cả chỉ một số mã phiếu như là về nhóm ngành, bất động sản công nghiệp thì từ ngày nay ta hạ bớt trọng ít thôi. Đầu cơ thì khá là rủi ro. Khi mà đầu cơ chúng ta tập trung vào một số mã phiếu ở nền nhá. Khi mà đầu tư vào một số mã phiếu gọi là phiếu đầu tư á, trung hạn thì chúng ta chọn mua một số mã phiếu cơ bản tốt. Sau đó chọn mua thêm cái câu chuyện đó là dòng tiền đã vào, cho nên là khi dòng tiền đã vào rồi thường ta rất khỏe. Còn với câu chuyện đầu cơ thì ta yêu cầu là cái câu chuyện đó là mua T cộng về có lãi, cho nên là chúng ta đã mua cầu quá nhiều khi ta mua ở vùng đáy nhá. Đó. Thì hôm nay thì có ngắm nghĩa thêm một số mã phiếu ngành dầu khí này, cũng như một số mã phiếu ngành banh cũng có một số cơ hội. Lát thì sẽ nói rõ cho mọi người luôn. Còn để mà nói về cái câu chuyện của thị trường hiện tại nhá, thì chúng ta nhìn nhận về cái góc độ, đó là góc độ của cái nhóm ngành, nhóm ngành banh trước nhá. Rõ ràng ngành banh như là một số mã phiếu là tăng mạnh trước đó là MBB này, ACB này. Đó, rồi cũng như là một số mã phiếu như là BIDV, CTG, thì rõ ràng là những mã phiếu này đang có những dấu hiệu cần phải tích lũy lại và mới sau đó mới tục hướng lên tiếp được, với tăng tiếp được nhá. Chứ vì thế nếu như mọi người có mong muốn mua, muốn sở hữu một số mã cổ phiếu thuộc nhóm ngành banh thì mình nghĩ là chúng ta nên đợi những sự tích lũy lại của nó đủ nhiều, đủ đều, đủ đẹp thì an toàn hơn. Và thì lát mình sẽ gửi cho mọi người một mã cổ phiếu có thể mua được trong nhóm ngành banh, đâu đó sẽ là cái điểm mua hấp dẫn nhá. Tại vì hôm nay thì cũng có cho mua mã cổ phiếu như là OCB này, một số mã phiếu nhỏ nhá thì tương đối yếu, thì đánh giá mã phiếu này không mạnh. Rồi một số mã phiếu như STB thì đây là mã phiếu có thể quan tâm được thì nó rất dễ đánh, giống như mã cổ phiếu là mã cổ phiếu mà phía Vietcombank đó mọi người nhá, nó sẽ có những cú tích lũy lại vùng này và bứt thoát một cây mạnh lên trên đó. Burvest cũng như vậy nhá, một cái nến rất dễ có một cú vượt qua đường trendline này. Và thì một số mã cổ phiếu như là về nhóm ngành chứng khoán như nào, em thì vẫn chỉ thích SI và VC thôi. Mình thấy rõ ràng như mục chúng ta này chỉ có SI VC, chúng ta chọn mua trung hạn thì trước đó thôi, hai mã phiếu này thôi đó. Thì rõ ràng là SI thì mã phiếu này đang có những cái câu chuyện đánh khỏe hơn và có những cú test kiểm tra rút chân lại tốt hơn. Đó, nhưng mà VC lại là mã cổ phiếu mà nói về cơ bản thì lại thích hơn khi mà nó có những cái câu chuyện về quỹ đầu tư nó tốt, như là nó tự doanh nó tốt nhá. Đó, cho nên mọi người thì quan tâm được hai mã phiếu này. Và hai mã phiếu này cũng là hai mã phiếu duy nhất đạt được cái sự kỳ vọng, đó là còn cái room ngoại và mở room ngoại cho khối ngoại vào mua và đánh vào câu chuyện đó là Việt Nam tăng hạng mà thôi nhá. Chính thế mọi người nghĩ là chúng ta hãy cân nhắc hai mã phiếu này nếu như có những sự rung lắc về những vùng đáy phía dưới này, và kỳ vọng vẫn là sẽ vùng đỉnh của mã phiếu VC là 50 và SI cũng sẽ như vậy thôi, cũng sẽ là một cú nó rung lắc về quanh vùng dưới này và kỳ vọng là sẽ một cú vượt đỉnh về giá tầm khoảng 40 thôi nhá. Vậy thì với câu chuyện của nhóm ngành nhóm ngành chứng khoán như vậy, như là FTS này đó, hay là một số mã phiếu như SHS này, rồi là VD vân, gần như là nhiều mã phiếu vẫn chưa chạy nhá. Đó, chứ không phải là một mình mà cổ phiếu như là FTS chạy là cả dòng chạy đâu, không có đâu. VD vẫn yếu này, rồi là có HCM là khỏe, HCM tương đối khỏe, HCM chạy liên tục với những câu chuyện đó là kỳ vọng là sẽ nâng vốn thôi nhá. Đi mua gần như không có mã phiếu HCM này. Vậy thì với câu chuyện của nhóm ngành bất động sản như nào? Bất động sản thì đánh giá là không cao khi mà bất động sản hiện tại đang khá yếu, Loverland, rồi là Đức, rồi kể cả như Phát Đạt, rồi kể cả như Sell, Lam Long này, rồi Khang Điền này, đó, rồi Sell cũng vâng, tương đối yếu. Trong đó thì đánh giá khá cao một mã phiếu nhé, mình đã khá thích, đó là mã cổ phiếu Sell và mã cổ phiếu Khang Điền. Với Sell
Thì là câu chuyện của mã phiếu đang ở sát vùng đáy và đang ở trong một cái biên độ như thế này. Đó, chúng ta kỳ vọng sẽ một cú nó tích lũy lại vùng này đủ đủ nhiều nhé, vượt lên trên này. Đó, vượt lên vùng trên này. Đó, còn với mã phiếu khá điên là mã phiếu về đánh vào doanh nghiệp, đánh vào cơ bản doanh nghiệp và sự kỳ vọng, cái sự hồi phục của một doanh nghiệp tốt nha về thị trường. Và hiện tại cũng đã thấy là một mô hình rất rõ ràng ở đây, vượt khỏi đường trend line và hướng lên trên như thế này. Thì ít nhiều thì nghĩ là sẽ có một cú đâu đó nhé. Đây mình thì vẽ chuẩn không? Vượt lên trên này, tiến lùi lại này, kéo lên trên lại này. Đó thì mình nghĩ là sẽ có một cú nó vượt tăng mức thoát lên trên này thôi. Và chúng ta chờ đợi những cú gọi là cái khối lượng của mã phiếu này nó cạn bằng với cái đoạn này này. Đó, nó bằng với cái đoạn này. Đó thì nó sẽ vào tiền và mua đánh vì thế mã phiếu này trước một số ít, một số nhỏ phần trăm và kỳ vọng lên trên được. Nhá. Còn với một số mã phiếu thuộc nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp thì đánh giá là chúng ta phải thận trọng hơn một tí khi mà tăng quá nhiều rồi và dễ một cú lắc chỉnh khi nó về những vùng kháng cự. Nhá, ví dụ như là vùng mã phiếu GVR này sẽ có chỉnh, nhưng thường như là chỉnh để tăng tiếp chứ không phải là chỉnh để chúng ta lo sợ nhá. Khi nó vẫn đang trong một xuống tăng, dòng tiền vẫn rất khỏe và chưa thấy dòng tiền thoát ra, cho nên chúng ta vẫn kỳ vọng mức giá 40 trong thời gian tới. Và chúng ta đã mua mã phiếu này mức giá dưới 20 luôn, cho nên đừng quá lo sợ nhá. Với mã cổ phiếu như là mã cổ phiếu EDC như vậy thôi, nó đã có những điều là sẽ chạm đường trên line này, cho nên chúng ta phải thận trọng hơn với những câu chuyện đó là kiếm tranh vùng kháng cự như vậy nha. Và ESC vậy thôi, phải thận trọng hơn khi mà nó đang có những dấu hiệu là cần phải một cái sự hạ nhiệt nào đó với những mã phiếu này nha. Đấy thì về nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp là như vậy đó, chứ nhưng mà chúng ta có những cơ hội mua ví dụ như GVR đi, đó nó mà chỉnh về những cái vùng phía dưới đi, chúng ta càng mua và sẽ mua nhiều hơn nữa cơ khi nó về những vùng đó, vùng tầm khoảng mức giá vùng tầm khoảng 25, 26, 27 nha. Đó thì câu chuyện như vậy. Còn với một số mã cổ phiếu, một số mã cổ phiếu thuộc nhóm ngành đó là nhóm ngành bán lẻ như thế nào, chúng ta thấy rõ ràng bán lẻ chưa dậy, thì động vậy, đi dua cũng vậy này, vẫn chưa lên, chứng tỏ nhóm ngành bán lẻ cần có những cái sự đó là rung lắc tới đuôi lại nhiều hơn là dòng tiền vào cái mặt này lên. Nó bét như vậy này, dòng tiền vẫn chưa muốn tạo đáy. Vinamilk hiện tại thì ok hơn khi đã có những dấu hiệu là dòng tiền vào và đang trong một quá trình tích lũy lại và vô cạn rồi. Ok đó rồi. Một số mã phiếu như ô tô hàng xanh như vậy này vẫn chưa thấy dấu hiệu là dòng tiền vào mạnh để kéo lên. VGC cũng chưa ok nhá. VGC thì thuộc cái gọi là bán lẻ cái vật liệu xây dựng á, đấy thì vẫn chưa thấy là rõ ràng dòng tiền vào nhưng đã mất cái vị thế nhá. Chúng ta cần phải quan sát lại cái mã phiếu này. Rồi một số mã cổ phiếu thuộc nhóm ngành đầu tư công như thế này, như là VCG đi. Đó, VCG đi, rõ ràng dòng tiền chưa vào và vẫn đang trong một cái xuống gọi là gãy nền và đang trong một xuống xấu, cần phải tích lũy lại nhá. Chưa thấy rõ ràng chúng ta vào tiền sẽ giống cái đoạn này này, nó cần phải tích lũy lại vùng này, nó vượt lên trên đường 20 phải tích lũy lại thì chúng ta mới đủ cơ sở chúng ta vào mua và hướng lên trên nhá. Đó thì với một số mã phiếu như KHB rồi BLC rồi Hà Tiên Một vân, gần như thì đánh giá là vẫn chưa thấy được cái sức dầu tiền vào tiền mạnh mẽ ở một số mã phiếu này. Còn tích công là mã phiếu chúng ta nên ngắm nghía một tí khi mà đã có dấu hiệu là tiêu lại và chuẩn bị có một xuống đánh lên nữa này. Đó ra cái xuống tiêu lại xong rồi và sẽ đợi một cú đánh breakout lên trên thôi nhá. Quan sát thử mã phiếu này, nó đang giống với cái mã cổ phiếu là mã phiếu SC ở cái đoạn này đó, giống với đoạn này chúng ta kỳ vọng như vậy nhá. Đó, cho nên chờ đợi cái mã phiếu có thể công nó tiêu lại cho đường 20 đủ nhiều đủ đẹp một tí là mua. CNR là mã phiếu hiện tại cho thấy dòng tiền vẫn rất khỏe và hướng lên vùng giá 100 và xa hơn là thì nghĩa là sẽ về vùng giá 120 thôi, 120 mã phiếu CNR thôi, cố gắng nắm giữ trung hạn nhá, đừng có bán nha, tiếc lắm nhá. Mã phiếu VGI đi, cũng là mã phiếu về ngành về nhóm ngành Viettel đi, rõ ràng là đang có dấu là chạm đường trên line rồi đó, nhưng mà rõ ràng là hiện tại nó cái xung lực tiền nó quá mạnh đi, nó đẩy rất là mạnh, nhưng mà rõ ràng chúng ta phải thận trọng hơn một tí nhá, thận trọng hơn một tí, có thể sẽ có một cú rung lắc đâu đó về những vùng dưới này thì nó sẽ cân nhắc mua vùng giá tầm 30 với mã phiếu VGI nhá, hướng lên trên được rồi đó. Với một số mã phiếu khác như GAT đi, rõ ràng là GAT này tiền có vào nhưng yếu, rụng đầu lại, nó giống với những cái đoạn trước đó thôi này, giống với những cái đoạn tiền vào này rụng đầu này, thấy không, tiền vào rụng đầu này đó, rồi tiền vào rụng đầu này, rất nhiều lần đánh tiền vào rụng đầu thì GAT thành đánh như vậy lắm, chúng ta cũng bình thường, thấy bình thường quá với việc GAT đánh như vậy nha, chứ đừng có quá gọi là lo sợ rụng đầu, thấy không, sau đó mới đánh lên, chúng ta cũng phải chờ đợi xem thời gian tới như nào với mã phiếu GAT nhá. Rõ ràng tại đang tích lũy rất đẹp và GAT này hay mã phiếu một số phiếu khác tin ra để giảm, sau đó là rung lắc rất mạnh và sau đó dòng tiền đã cải thiện hơn rồi đó, tích cực không mọi người nha, khá tích cực đó nha. Đó cho nên một điểm cộng, một điểm cộng nha, quan sát được.
Rồi với một số mã cổ phiếu từ ngành dầu khí nhé, BVS này. Đó, hôm nay có một cú dòng tiền vào mà rút tiền trở lại. Em thì nghĩ là mã phiếu này nó cần phải tích lũy thêm thôi, sau đó đánh lên mạnh thôi. Mã phiếu BVD là mã phiếu leader đã lên trước rồi, nó chừng rồi. Thì mình nghĩ là mã phiếu BVD là mã phiếu chuẩn của mình, có cấp và chờ đợi những cái cú nó chỉnh để ta mua thêm thôi, hoặc là chúng ta canh mua mới thôi nhá. Thì mã phiếu này chúng ta đã có sở hữu rất là nhiều rồi. Đấy, cũng đã mua mới mua chứ, mới mua rồi. BVS trong cái sở hữu nhiều. BSR cũng là mã phiếu ok này. Nó là dòng tiền vào tích lũy rất đẹp nhá, và những cú nó rụng bỏ như này, vô nó khá thấp nhá, chứng tỏ là chỉ có nhỏ lẻ bán thôi, chứ còn tạo lập vẫn mua hướng lên trên, dòng tiền vẫn tiếp tục hướng lên trên và tạo một xuống đó là 22, đó xuống gọi là đỉnh cao, cao đỉnh trước, đỉnh sau cao đỉnh trước và đáy sau cao đáy trước nhá. Nó sẽ giống cái đoạn này, đó liên tục tạo những cái vùng đáy sau cao đỉnh trước từ hướng lên trên thôi. Rồi với một số mã phiếu thuộc ngành dệt may thì mình đánh giá là không nhiều mã phiếu hiện tại thấy ok đâu, chỉ có một mã phiếu là phiếu S9 là thấy ok này. Đó, khi mà dòng tiền vào khá khỏe cái nến này và khá dứt khoát, chúng thấy rõ ràng là sẽ có một cú, thì nghĩa là sẽ có một cú nó về giá 13 này thôi, mà phiếu S9 để mua giải chưa có nhá. Cần phải có một cú nó rung lắc mạnh một tí thì ta mới có đủ tự tin ta vào mua được, hiện tại chưa đâu. Còn với mã phiếu như là VGT này là có chuyện ok, khi nào sát đáy có thể ngắm nghĩ được, mà phiếu này có khi là đợi một cái nến nó vào tiền mạnh một tí trong khúc này này. Đó, tiền vào mạnh như này thì ta mới tự tin được. Còn bây giờ ta vẫn quan sát thử như thế nào. Thì vì chặt tuần đã tích lũy rất đẹp rồi. Rất là đẹp rồi nhá. Nó giống như mã cổ phiếu Vĩnh Hòa ANV á, ANV ngay cái nến này. Đó, giống cái nến này. Chờ đợi một cái nến vào down thôi. Một số mã phiếu như ANV cũng đang chờ đợi mua nhá. Rồi cái cá như Vĩnh Hòa cũng khá là ok này. Đó, Vĩnh Hòa khá ok khi mà nó cùng có một cú nó rung lắc ở đây. Tôi đi lại đều một tí thì có thể ngắm nghĩa được khi mà dòng tiền vào khá khỏe rồi. Đó, tiền khỏe như này thì tôi nghĩ là nó sẽ giữ vị thế thôi. Nó không muốn cho nó mất cái vị thế dòng tiền này đâu nhá. Đó thì sơ lược mùi như vậy nhá. Sẽ đến một số mã phiếu thì nghĩa là quan tâm, ngắm nghĩa được, mua được nhá. Đầu tiên em thì sẽ nói đến mã phiếu đó là mã phiếu ANV. Tại sao thì em thích mã phiếu ANV? Tại vì đây mã phiếu mà nó có cấu trúc, đầu tiên á là cấu trúc về kỹ thuật nhá, là có một cấu trúc gãy nền rũ ở đây rất là đẹp nhá. Nó gãy bỏ, gãy nền rũ này, bung vô rất là đẹp này, sau đó bật tăng trở lại, tôi đi trên đường 20 rất là đẹp này, sau đó bật tăng rất là đẹp, dòng tiền vào mạnh đấy rất dứt khoát. Cho nên là nếu như mã phiếu này có những sự lung lắc lại quanh vùng giá tầm khoảng 32.7 cho đến vùng giá tầm khoảng 33 thì mọi người mua được và kỳ vọng lên vùng giá tầm khoảng 40 nha. Đó, thì rõ ràng là cái câu chuyện của Vĩnh Hoàng sẽ cùng với câu chuyện của xin mời câu chuyện của phiếu ANV Nam Việt sẽ cùng với câu chuyện của Vĩnh Hoàng thôi. Đó là sự kỳ vọng của việc tạo đáy của giá xuất khẩu, kỳ vọng của cái gọi là cái quá trình nữa là xuất khẩu sẽ tạo đáy nhá. Mình thấy rõ ràng này, những cái giá trị tạo đáy của nó đã có. Đây là về cái giá trị xuất khẩu này, tạo đáy từng quý này. Đó, rõ ràng là đã có những cái quá trình tạo đáy rất rõ ràng rồi. Ở những thời điểm là tầm khoảng quý 4 này, nó sau đó bật tăng trở lại này. Đó. Thì đó là một điểm cộng về câu chuyện như vậy. Đó, và giá xuất khẩu hiện tại cũng đang thấy là đang có dù là bo và chuẩn bị chờ đợi một cái cú nó bứt thoát tăng trở lại thôi. Đó, mình thấy không? Chờ đợi một cú nó bứt thoát tăng trở lại cái vùng này. Đó. Nhìn chung thì về một số thị trường, đặc biệt là trường ở Mỹ nha, nhìn chung là doanh số bị giảm, nhưng chúng ta đang kỳ vọng là ở giai đoạn đó là khi hàng tồn kho ở Mỹ nó cạn sẽ nhập khẩu nhiều hơn và sự kỳ vọng nhiều hơn. Và với cái câu chuyện của ANV hiện tại đang muốn đánh mạnh hơn về câu chuyện đó là cạnh tranh về giá với mã phiếu Vĩnh Hòa khi xuất khẩu nha. Thì đó là câu chuyện thích hơn. Và tại đây mã phiếu mà dùng tiền vào dứt khoát và mạnh nha. Thì nó một kịch bản chúng ta hướng đến mã phiếu này như vậy, và nó sẽ có một cái điểm đó là điểm TP như này và stop thì để đặt ở vùng dưới này. Đó, đâu đó thì nghĩ là stop nó chỉ đặt ở vùng khá thấp thôi. Tầm đó đâu đó tầm khoảng chưa tới 10% đâu mọi người ạ. Đó, chúng ta nhìn nhận lại nhá. Đây, rõ ràng thì đây chỉ có tầm khoảng 5% và TP nó khoảng 20%. Tỷ lệ RR là 1:4 nha, mọi người quan sát từ cái điều này nhá. Đó. Tiếp theo, đó là mã cổ phiếu thuộc nhóm ngành, đó nhóm ngành ngân hàng. Thì thấy rõ ràng là ngành ngân hàng là một cái ngành mà khá hot thì một thời gian vừa qua trong tiền vào rất mạnh nhá. Trong khi đó thì cũng có một mã phiếu hiện tại đồng tiền vào rất dứt khoát và chưa lên mạnh thôi. Đó là mã cổ phiếu MSB, hàng hải Việt Nam. Dòng tiền vào rất khoát nhá, vào cực kỳ dứt khoát luôn này, vùng dưới này này, ở đây này, rất dứt khoát. Và chứng tỏ là một cái vị thế quanh vùng này là một vị thế tốt và tổ lập không muốn bị mất cái vị thế này. Cho nên là họ vẫn đang giữ một vị thế này rất tốt, cho nên là mình có thể cân nhắc được, mua được mã phiếu này quanh vùng giá tầm khoảng 15.5 vùng trừ. Hôm nay thì có cho mua quanh vùng giá tầm khoảng 15.5 vùng trừ mọi người ạ. Đó, thì đây thì có vẽ trước kịch bản của mã phiếu này cho mọi người thấy này. Đây. Đây là mã phiếu thì vẽ trước này, khi mà nó còn đang ở vùng giá tầm 15.35 thì vẽ trước này. Đây sẽ mua SOS này, hướng lên vùng trên này, sau khi tạo xong một mức cấp. Mình thấy không? Đây là một mức cấp.
đây là một cúp nha. Và với đây là cái pha gọi là pha C này. Và đây đây là gì mọi người nha? Đây là cái điểm mà điểm bill, điểm mua cuối cùng. Và sau đó đánh lên trên này thì đây sẽ là cái điểm SOS ở cái vùng trên này. Đó, và SOS ở đây. Thì sẽ kỳ vọng là sẽ có một cú đánh lên mạnh với mặt phiếu này đó, sau khi hoàn thành xong SOS nha. Chúng ta sẽ đo theo dạng Fibonacci mở rộng như sau. Đó, đó theo dạng Fibonacci mở rộng xem sao nhá. Đó, sẽ kỳ vọng giá tầm khoảng 17 hoặc xa hơn. Xa hơn giá tầm khoảng 19 với mã phiếu này nhá. Thì bây giờ chúng ta có thể mua quanh vùng đó, vùng này đi. Vùng này và kỳ vọng giá tầm khoảng 19 đi nhá. 19 thì vì sóng còn lớn lắm mọi người ạ, sóng còn lớn lắm. Và chúng ta có thể cắt lỗ quanh cái vùng đó là mất cái nến này đi. Thì đó chúng ta sẽ mất đâu đó tầm khoảng 7% cho cái câu chuyện cái điều này. Đó, và sự kỳ vọng ta sẽ đâu đó tầm khoảng 24% với giá 19 nhá, giá 19. Ok nha mọi người nhá. Tiếp theo, đó là một mã phiếu nữa. Em thì nghe chúng ta quan sát được và ngắm nghĩ được, đó là mã phiếu BVD và cũng như là BSR. Đó là hai mã phiếu thì nghĩ ngắm nghĩ được, nó khi dòng tiền vẫn khá khỏe. Nhưng với những mã phiếu này em thì nghe sẽ có những cú tích lũy lại vùng này và chờ đợi nhá, chờ để mua và hướng lên trên thôi. Đây gọi là một cái điểm mua khá chuẩn của mã phiếu này sau khi nó đã đánh tầm hồn quá cấp khá đẹp nhá. Đó, dòng tiền vào rất khoát này và đánh lên trên thôi. Cho nên mã phiếu này vẫn có thể mua được nhá, mua được. Đó, mua vùng này. Và stop loss ngay vùng dưới này thôi, tầm khoảng có 4% thôi. Và chúng ta kỳ vọng là sẽ đâu đó lên vùng đỉnh này thôi. Là tầm khoảng đâu đó tầm khoảng 15%, 15% với mã phiếu BSR nhá, BSR nha mọi người nhá. À xin lỗi, BSR đúng rồi. Mà phiếu BVD thì sao? BVD thì chúng ta đang chờ đợi một cú, cái cú gọi là cú SOS của mã phiếu này. À xin lỗi, cú BU. Cú BU mã phiếu này. Đó sẽ có một cú giảm về đây để tạo cú BU hướng lên trên thôi. Tức là nó đã có một quá trình đánh World Cup khá rõ ràng đây rồi. Đó một World Cup này. Thì đây là một điểm, đó là điểm BU chúng ta đang kỳ vọng này. Đó điểm BU chúng ta đang kỳ vọng ở đây. Đó, chờ đợi một điểm BU giảm về bật tăng trở lại thôi nhá. Đó cái sự kỳ vọng của mã phiếu này nhá. Đấy. Thì đó hai mã phiếu thì chúng ta sẽ ngắm nghía và mua được nhá. Và chúng ta mua vùng này và cắt lỗ con vùng dưới này thôi, mất cái nến này thôi, tầm khoảng có 4-5%. Và chúng ta kỳ vọng là sẽ đâu đó tầm khoảng anh thì đang kỳ vọng nhiều hơn nhá. Nhiều hơn là sẽ vùng giá tầm khoảng 36-35 á. Tầm khoảng 10-mấy%. Đó nhá. Tiếp theo đó là mã phiếu về ngành tiếp theo đó là mã cổ phiếu về ngành, đó là ngành ngành chăn nuôi nhá, BF. Hôm nay dòng tiền vào rất khoát mã phiếu này. Và đây là chuẩn mình muốn cấp luôn nhá mọi người nhá. Đây, mới rõ ràng này. Đây là pha. Đây là pha gì mọi người? Đây là pha B. Em thì rất là đáng tiếc khi nào em thì hôm nay không nhìn được mã phiếu này, bực mình quá. Đấy, đây là pha C nhá. Rất là đáng tiếc. Và đây sẽ là pha D. Đây sẽ là pha D của mã phiếu này. Đó pha D. Tiếc quá. Đó cho nên mọi người hãy mắm nghĩ mua mã phiếu này sớm và kỳ vọng nó vượt lên trên. Nếu như có những cú nó kiểm tra lại tạo cái điểm BU đây, điểm mua cuối đây thì mọi người mua nhá. Đó, chúng ta kỳ vọng ở đây và chúng ta mua khi cắt lỗ ở vùng dưới này thôi. Đó, nó tầm khoảng 4% thôi. Cái sự kỳ vọng ta sẽ hướng vào đâu mọi người nhá. Kỳ vọng sẽ vượt rất mạnh nhá, tầm khoảng 32 đấy thì đang kỳ vọng là sẽ về được cái vùng phía trên này. Đó, sẽ về được vùng phía trên này khi dòng tiền vào mạnh như này thì sẽ về được vùng giá phía trên này. Đó, 36 đi. Đó, sẽ là một cái điều tầm khoảng TP là tầm khoảng 35% và cắt lỗ tầm 4% thôi nhá. Tập trung vào phiếu này trong thị nha. Tạo hai đáy mà sẽ rất đẹp luôn này, rất là đẹp, dòng tiền vào rất khoát ở đây và giữ vị thế không cho mất vị thế luôn này. Đó, chứng tỏ dòng tiền vào cực kỳ tốt và liên tục giữ vị thế không cho mất vị thế. Và tạo ra một cấu trúc cho mọi người nha. Cấu trúc đó là đáy sau cao đáy trước này, đáy sau cao đáy trước này, liên tục như này. Và người ta gọi đây là cấu trúc gọi là cấu trúc lý thuyết đào mọi người nha. Đó, liên tục đào đến sau cao đến trước này. Đó mà sẽ có một cái vị thế rất là tốt của vùng này thôi nha. Ngắm nghĩ mua ở phía này trong thị nha. Và cuối cùng đó là một số mà phiếu trộn thì ngắm nghĩ được, đó là phiếu đó là Vinamilk. Hãy chọn mua ở phiếu Vinamilk nếu như mọi người thấy là thích cái sự an toàn của một số phiếu trộn. Thì mua mà phiếu ngay đến cái điểm mua thì có vẻ đây, con vùng giá tầm khoảng 70 cho đến vùng giá tầm khoảng 72 nhá. Hiện tại thì đã có sự mà phiếu này rồi. Vậy thì ngay có thể mua được. Và đây là gần như một cái gấp gap up này, nó không muốn lắp cái gap này, chúng ta một gap up. Thì nếu như có một gap up á, thì sẽ tăng rất mạnh nhá. Đã từng thì đấy rất nhiều những gap up, nó tăng sau đó tăng tầm 50% luôn cơ nhá. Và dòng tiền vào rất khỏe và hiện tại đang tích lũy lại nhá. Và vốn khối lượng giảm chứng tỏ là đây là cái câu chuyện của retail thôi, câu chuyện retail đang giao dịch ở đây thôi. Đó, và sau đó sẽ có một cái nến tăng rất vượt trội này và chứng tỏ rằng là cái nến tăng này là cái nến tăng của market maker muốn đẩy giá lên nhá. Đó, giống cái chuyện này vậy này. Đó, nó chỉnh này tính nhẹ nhẹ này. Đây là retail này, retail bán này. Sau đó sao mọi người nha? Đẩy mạnh lên trên lại. Đó, thì nó kỳ vọng như vậy với mã phiếu Vinamilk nha. Masan là phiếu thì đang kỳ vọng, nhưng mà Masan thì ta mua nắm giữ trung hạn thôi nhá. Thì vì sao?
vì là ở cái chặt tuần của Masan hiện tại này, nó rõ ràng hiện tại nó chưa hoàn thành xong, tức là đường mài mươi vẫn chưa quá hành trên, cho nên nó sẽ cần có những cú tiêu đi lại và rung lắc ở đây khá nhiều. Thế này, nhưng mà có thể ngắm nghĩa được một phía này cho một câu chuyện là kỳ vọng nó sẽ phá vỡ cấu trúc đó là đường thích đào đây đó nha, và vương lên vương trên này ít nhất sẽ là một giá 90 á, thì kỳ vọng với mã phiếu Masan như vậy. Thì đó là một sơ lược về một số mã phiếu thì đưa ra góc nhìn cho mọi người như vậy, và thì rất mong mọi người hãy nhấn thích phương thị, nhấn nút đăng ký ủng hộ thị nhá. Mọi người chỉ cần nhấn vào cái video thôi, cho nó nhấn nút thích video, nhấn thích video này mọi người ạ, nhấn thích video này đó, sau nhấn nút đăng ký ủng hộ thị hoặc là chia sẻ video lan tỏa nhiều người hơn, và comment một cái gì đó để ủng hộ thị nhá. Cảm ơn mọi người rất nhiều và chúc mọi người buổi chiều vẻ phúc gia đình nhá, và luôn luôn có một cái sự tỉnh táo trong việc đầu tư và tìm được cái hướng đi tốt của mình nhé. Xin chào mọi người nhé.